Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop chuyên bán hàng online về phụ kiện đồ chơi, phụ kiện săn bẫy, loa điều khiển từ xa, phụ kiện BCP, quần áo ngụy trang, nói chung là có rất là nhiều. Clip ngắn hôm nay giới thiệu với các bác mấy cái phụ kiện nho nhỏ cho anh em đam mê chơi. Phụ kiện PCP, phụ kiện nho nhỏ, phụ kiện cho bơm cao áp nhá. Nói chung là những cái này là toàn những cái nhỏ nhắn, nó không bao nhiêu tiền cả đâu, mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà nó cũng thuộc về là hàng như là hàng độc, hàng hiếm. Thì nói chung là các bác xem video, các bác cập nhật mình cần cái gì thì liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại gắn trên màn hình nhé. Tôi giới thiệu đầu tiên cho các bác mà mấy cái phụ kiện liên quan đến bơm cao áp, đến bơm cao áp nhé. Đó là cái đầu tiên là cái ti bơm cao áp. Đấy, ti bơm cao áp thì bây giờ rất số lượng rất là nhiều ấy, chỗ này thôi mà mấy trăm cái đấy các bác nhé. Hiện giờ đang có hai loại, đây tôi lấy ra đây cho các bác xem hai loại này. Đấy. Hai loại này thì nó chỉ khác nhau vào cái đầu phía ngoài này, cái loại này thì nó làm cho mình theo kiểu răng cưa để mình kẹp vào đây, xong mình xoáy ra thì mình sẽ thay được cái sim ở trong này, thay được cái vòng nhựa ở trong này nhé. Thế còn cái ti này là ti theo kiểu truyền thống, nó xẻ rãnh như mình như này, mình đưa tôi biết dẹt vào đây, mình kẹp lại, mình xoáy ra, mình sẽ thay được nhé. Hai cái này thì kích cỡ bằng nhau, nó quan trọng là cái vòng sim đen này, còn cái dưới này thì không quan trọng nhé. Còn phía trên này, phía trên của ti này các bác quan sát kỹ giúp tôi, toàn bộ là gen trong, và là gen 4 ly, nhé. Thế còn các bác nào mà có bơm đặc biệt, gen 3 ly thì là các bác phải chế cháo thôi, chứ còn shop không nhập được cái loại ti gen 3 ly mà chỉ có ti gen 4 ly thôi. Ti gen 4 ly này dùng hầu hết phổ thông cho tất cả các loại mẫu bơm, bơm nhỏ, bơm to, bơm đồng hồ to, bơm đồng hồ bé, bơm FB nhé. Có một số bơm trong xin cũng dùng cái ti này luôn, nhưng một số cái ti đặc biệt, cái đũa bơm đặc biệt thì nó có gen 3 ly thì sẽ không dùng được nhé. Thế đây là cái ti bơm, đầu tiên là ti bơm này, số lượng có rất là nhiều đấy, cái này rất là quan trọng, các bác dùng thời gian nó hay bị hỏng, mòn sim hoặc là gãy nhé. Thế đây là ti bơm, để bên này, đây ti bơm này. Liên quan đến bơm, đó là cái liên quan trực tiếp với cái bơm ấy nhé. Tiếp theo đó là cái ốc xả bơm, cái này là tôi mới nhập được thôi, chứ lúc trước là nhiều các bác hỏi lắm nhưng mà không có, cái này là mới lấy được nhé. Ốc xả bơm này, con ốc xả bơm này nằm ở phía sau bơm, khi các bác bơm căng lên rồi, các bác muốn lấy được dây ra rồi, các bác phải xả áp. Đó là con ốc này, con ốc xả bơm, con ốc xả bơm này là con đi lẻ như này thôi. Và con ốc cối, con cối ốc xả, hai con này là lẻ nhé, riêng biệt, hai con này hoàn toàn riêng biệt. Các bác muốn mua thêm con xả này, các bác mua thêm, cái con cối này các bác mua thêm này, còn không các bác mua riêng con này. Thế còn đa phần các bác mà bị rơi, mất cái con xả này thì các bác chỉ cần mua con xả thôi, tại vì bản thân cái bơm của bác là vẫn còn cái con cối nguyên, chưa bị hỏng gen. Thế còn các bác nào mà đã độ rồi, đã ta đô gen, đã làm hỏng gen nó rồi ấy, thì các bác mua luôn cái con cối nhé. Giá tiền hai con là bằng nhau thôi, tùy các bác, cần cả hai con thì các bác mua hai con, cần một con thì các bác mua một con, ốc xả và con cối, con lõn đồng con cối này nhé. Khi các bác mua cái con lõn này, con cối này thì sẽ có thêm cho các bác một cái lon đen nhựa, nhé, để các bác thả vào, các bác xoáy vào. Đấy. Thế còn mua con ốc xả này thì chỉ có ốc xả không thôi nhé, thế còn nói thêm với phụ kiện nhỏ thì phải nói kỹ thêm với các bác. Thế đây là cái con cối này, đây là con ốc xả bơm này, là phải nói kỹ thêm cho các bác. Đó là khi các bác mua ti bơm ấy, này là chỉ có ti bơm hoàn chỉnh như thôi nhá, mẫu này hoặc là mẫu này, mẫu nào cũng giống nhau thôi, nhưng mà tôi sẽ bán cái mẫu này trước, tại vì anh em vẫn quen dùng mẫu này, khi nào hết mẫu này rồi tôi sẽ gửi cái mẫu này, sau. Ti bơm thì chỉ có ti bơm hoàn chỉnh thôi, không có thêm sim đâu nhé, tại vì cái sim của ti bơm này là không nhập được, các bác thông cảm là không nhập được nhé. Đấy. Thế còn mua con ốc xả này chỉ ốc xả không thôi, còn mua cái con cối ở dưới này thì sẽ có thêm lon đen nhựa cho các bác, tiếp theo thì nó có cái gói phụ kiện của bơm tay, thì các bác cũng biết là cái bơm FB cải tiến nó có cái gói như này đi theo này, các bác nào có nhu cầu cần cái gói này thì liên hệ nhá, sẽ có gói phụ kiện lẻ của bơm FB cải tiến này nhá. Lọ dầu bôi trơn silicone, cho bơm,
các bác trong quá trình dùng mà hết cần thêm lọ dầu, vui lòng liên hệ cũng sẽ có cho các bác. Gói bông mút nồng ẩm, gói bông mút nồng ẩm này gọi là bông mút nồng ẩm to, nồng ẩm to dành cho những cục nồng ẩm to như này này, hoặc là cục màu xanh nhé. Đây bông mút nồng ẩm to nhé. Đây gói bông mút nồng ẩm này. Bông mút nồng ẩm nhỏ, nồng ẩm nhỏ thì dùng cho dây bơm mà có nồng ẩm nhỏ như này thì sẽ dùng cái bông mút này nhé. Đây, bông mút to, bông mút nhỏ đều có. Tiếp theo là đến cái dây bơm. Trong quá trình sử dụng các bác gập vào nhiều hoặc là bơm áp quá cao, dây bơm không chịu được nó sẽ bị nổ, hoặc là do thời gian nó bị han rỉ nó kém nên nó sẽ bị nổ, thì các bác sẽ có nhu cầu thay dây bơm. Dây bơm thì sẽ có cho các bác là dây bơm kèm lọc ẩm to. Dây bơm kèm lọc ẩm to có nghĩa là một cái dây bơm đã đầy đủ cả dây, cả lọc ẩm, cả đầu bơm. Đầu bơm này, đó, đầu bơm này nhá. Thế nói về đầu bơm này thì shop cũng có đủ cho các bác luôn. Đó là đầu bơm gen trong và đầu bơm gen ngoài. Cái này tôi để đâu thì tôi cũng không chưa tìm thấy, nhưng mà có đủ cho các bác nhé. Đấy, đầu bơm gen trong và đầu bơm gen ngoài có đủ luôn nhé. Thế đây là dây bơm nồng ẩm to. Các bác nào mà không chơi nồng ẩm to, chơi nồng ẩm nhỏ thì mua dây bơm nồng ẩm nhỏ. Dây bơm nồng ẩm nhỏ này sẽ rẻ tiền hơn mà nồng ẩm to nhé. Nhưng mà chơi cũng được rồi. Đây là dây bơm nồng ẩm nhỏ này. Đầy đủ dây, nọc ẩm và đầu bơm, và đầu bơm đấy nhá. Thế còn các bác nào mà đã có nọc ẩm rồi, có đầu bơm rồi, cần cái dây bơm không thì cũng có thể mua dây bơm không. Shop cũng sẽ ship cho các bác dây bơm không đấy, dây bơm không nhá. Thế đây là dây bơm, dây bơm không này, dây bơm nọc ẩm to này, dây bơm nọc ẩm nhỏ này, bông mút nhỏ này, bông mút to này, dầu bôi trơn này. Tiếp theo có một phụ kiện rất là quan trọng cho các bác chơi mà cây bình nào, cái van nào cũng có, đó là gọi là cái van lạc một chiều. Van nào một chiều thì sẽ có hai loại cho các bác, đó là chân 10 và chân 8. Đây là chân 10 này, đây là chân 10, lọ này cũng chân 10 và lọ này cũng là chân 10. Đây, chân 10 nhá. Đây, khi các bác mua một cái van nạp chân 10, chân 10 có nghĩa là cái gen này là gen 10 này, thế còn cái cà lê này này sẽ là cà lê hình như là cà lê 14 hay sao các bác, là cà lê 12, cà lê 12 để bạn cái ốc này. Nhưng mà cái chân này nó là chân 10 nhé, chân gen 10. Để khi các bác mua van nạp chân 10 thì các bác sẽ được thêm một cái nong đen nhựa, một cái nong đen nhựa này này nhé. Một cái sim ở phía trong để dự phòng, một cái thôi nhé. Thế tiến tới là tôi đang nhập được cái gói nẻ này rồi, thì các bác mua thêm thì tôi bán sau. Nhưng mà trước mắt là chỉ có một cái đi theo thôi, tại vì cái này chỗ này là 200-300 con này thì chỉ có 200-300 cái này thêm thôi. Bây giờ mà lấy cho các bác thì các bác sau là sẽ không có, nó không có, để 1-2 hôm nữa hàng mà hàng nẻ mà nó có về ấy, thì tôi sẽ làm video giới thiệu các bác, thì các bác có thể mua nẻ được cái này. Các bác mua 5 cái 10 cái nữa sẽ bán nẻ sau. Bây giờ trước mắt là chỉ có theo một cái theo này thôi nhá. Và thêm một cái đầu lắp chụp nữa. Đầu lắp chụp nữa. Đấy, chụp bảo vệ chống bụi. Đấy, một đong đen nhựa này, một cái sim này. Cái đong đen nhựa này ấy, là cái rất quan trọng, tại vì cái van lạp chân 10 này nó kín được hơi ấy, là nó nhờ cái đong đen nhựa này. Kín được hơi là nhờ nó siết chặt xuống dưới. Khi nó siết vào bình, vào lắp bịt ở trên bình hoặc siết vào van thì là hai cái phần này là hai phần cứng, nó va vào nhau thì không được kín hơi được, thì phải có một phần ở giữa mềm, đó là phần đong đen nhựa thì nó mới kín hơi được nhé. Thì cái đong đen nhựa này rất là quan trọng, thì sẽ có thêm một cái cho các bác nhé, có thêm một cái thôi. Thế đây là cái van nạp chân 10, van nạp chân 10, lọ bên này cũng là chân 10 luôn, tại vì chân 10 anh em dùng nhiều hơn thì tôi nhập số lượng cũng nhiều hơn. Tiếp theo đó là cái van nạp chân 8, van nạp chân 8 là hiện giờ ấy là cái mẫu mới nhá, mẫu mới nhập được thì toàn bộ là van nạp nó có ruột ở phía trong, có ruột ở phía trong là nghĩa là sẽ có cái lò xo, có ốc xoáy và có sim, sim xanh này, sim nhỏ này. Thì bây giờ các bác mua thì cũng sẽ được tặng thêm cho một cái nong đen nhựa, nong đen nhựa, đây nong đen nhựa 8 ly, nong đen nhựa 8 ly đấy, và một cái sim này chun này. Đây, cái nắp bịt này đương nhiên là đi theo rồi. Thì đối với cái van nạp chân 8 kiểu mới này thì nó có hai chế độ để cho kín hơi. Nếu mà các bác không có cái gờ trên này này, bình thường là sẽ có cái gờ trên này, nó giữ hơi bằng cái sim chun trên này. Thế còn trường hợp nào mà không có cái khe để giữ sim được ấy, nó không kín hơi được nhờ cái sim này ấy, thì nó sẽ kín hơi được nhờ theo kiểu giống như van nạp chân 10. Đó là ép, đó là ép nong đen nhựa xuống để cho kín. Đấy là có hai chế độ nhá. Thì vẫn có thêm cho các bác một cái nong đen nhựa 8 ly và một cái sim để dự phòng.
Tương tự như bạn đạp chân 10 kia, mấy hôm nữa mà có hàng sim lẻ này thì các bác mua thêm thì sẽ có, nhưng hiện tại là chỉ có một cái đi theo van thôi nhá. Đấy, bạn đạp chân 8, bạn đạp chân 10 và bạn đạp chân 12 thì hết hàng lâu quá rồi, tôi vẫn chưa nhập được bạn đạp chân 12 nhá các bác nhá. Thế còn để tôi nhìn sơ đây xem là các bác quan sát được kỹ nhé, mấy phụ kiện nhỏ này tôi tìm xem có thấy cái nọ đầu bơm không nhé, tôi có.